Sự ép nó thế này thế kia, mà bắt nó như ngoài thế này thế nọ. Thì bây giờ chắc chắn là mình sẽ lấy Linh vô là lại nó ra, nhưng mà mình sẽ cho tụi nó hát một bài hát Việt Nam. Bài hát sẽ do mình và Linh chọn để hát sở trường của Linh, để cho nó hát một cái bài hát Việt Nam, để cho nó không nói là mình bắt nó hát như ngoài. Đó. Thì lúc nào là sao? Đang ngủ hay sao vậy? Nói chuyện nói con Phương Linh và con Zinabia đúng không? Không phải, tức là cái bài này em hay hát rồi, hiểu không? Tức là cho bài em hát rồi luôn, để bắt nó hát. Tức là cái em phải đưa cái dạng bài của em thì chị mới biết là em kiểu em thích hai dạng nào, để em tự tin với dạng đó cái đã, hiểu không? Xong từ đó chị mới phát triển ra là nếu bài này thì hát bài này cũng được, chứ bây giờ em không nói gì chị đâu biết em thích lại thể loại nào. Thì bởi vậy nó không hát được tiếng Anh, hiểu chưa? Ngay cả bây giờ chị coi, trời, cho bà chọn bài tiếng Việt, cái lúc đó nó hát gì rồi, ngọn lửa cao nguyên thì chết nha, lên nha, hay quá ha. Cái dạng của nó là đó, nó hát nhạc Tây Nguyên không ạ? Ừ, thì bị bởi vậy bây giờ em phải chọn R&B là nó chết ngay, hiểu không? Chứ tự nhiên em đưa vô thế ngay cả bây giờ hả, chị nghĩ là chị sẽ đưa em vô, nhưng mà phát cái thể loại của em chứ, em hát thể loại nó em chết trước. Hay quá, chị nói là bảo đảm không cho em hát sinh ngớp là vậy thôi, cái này không phải mình quyết định đâu, đừng lo chuyện đó. Không cần phải hỏi đi, em nói chuyện với chị trước xong rồi chị sẽ nói chuyện với mình, cho mình làm, thì chị làm sếp mà lo gì chuyện đó. Nhưng mà nhanh nha. Tình có những lúc sóng gió cứ ngỡ chia tay, anh vẫn thấm thiết
trao hết cho ai.